Đang vẽ cái gì đó cho nổi? Cô Giao về nhà vẽ lông chim mà chưa biết vẽ sao cho nó đẹp nè. À? Trời đất ơi, đây lông con chim gì mà nhìn thấy gớm quá vậy? Giỏi thì vô mà vẽ đi. Đi ra đi, để tôi hướng dẫn vẽ lông chim hơi bị đơn giản luôn nè. Đầu tiên chuẩn bị mấy cây màu xếp dầu, thích màu gì thì chọn màu đó. Vẽ các chấm tròn nhỏ dần theo thứ tự từ dưới lên. Giờ dùng một cây tăm bông đánh ra phía ngoài của mỗi chấm tròn như tôi nha. Tới màu nào thì thay tăm bông cho nó đỡ dính màu nha. Ok là giờ dùng chì màu trùng với các màu đó và tỉa các cọng lông con ra ngoài như tôi nữa cho nó sắc nét. Đó, thấy dễ không? Bài tập gì khó, có tôi lo. Và đây là thành quả nè. Ta-da! Đây đây đây, vẽ lông chim nên phải như thế này chứ. Đẹp đó. Crush tôi cũng mê lông chim lắm, để tôi đem qua chị Crush tôi coi trước cái đã nha.